Làm thế nào để thành công trong mua bán? Trong mua bán, anh chị hãy nhớ rằng ý thức của bạn chính là công tắc khởi động, còn tiềm thức chính là động cơ. Trước tiên, bạn phải khởi động động cơ để giúp cho nó hoạt động, và ý thức sẽ đánh đồng sức mạnh của tiềm thức bên trong bạn. Bước đầu tiên đó chính là truyền tải một nguyện vọng, một ý niệm hoặc là một hình ảnh rõ ràng đến với tiềm thức, và hãy thả lỏng, tập trung tinh thần và thân lành. Trạng thái thanh lặng, buông lỏng và thư giãn là tâm hồn sẽ giúp cho trí óc tiếp nhận các ý tưởng mới mà không bị một vấn đề bên ngoài hay là những ý niệm quấy nhiễu anh chị ha. Và bước thứ hai đó chính là anh chị hãy bắt đầu hình dung hiện thực của cái cực mà anh chị mong muốn đạt được. Chẳng hạn khi mà anh chị mong muốn là mua một ngôi nhà, thì anh chị có thể nhủ thầm những điều sau trong cái tâm thái buông lỏng: chỉ về vô lượng của tiềm thức trong tôi thông hiểu tất cả, nó đang phản lộ với tôi ngôi nhà lý tưởng và có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu của tôi, và rằng tôi có thể mua nó. Giờ đây tôi đang truyền đạt mong muốn này đến tiềm thức của mình. Tôi biết tiềm thức sẽ hưởng ứng bản chất của niềm mong mỏi trong tôi. Tôi phóng thích mong ước này với niềm tin tưởng và xác định tuyệt đối, cũng như một người nông dân gieo hạt giống vào lòng đất trong thâm tâm, tin tưởng và dứt khoát vào những quy luật của sự phát triển. Và mong muốn của bạn có thể là được đáp ứng qua một thông tin trong một trang quảng cáo, hay là từ một người bạn nào đó có thể là trực tiếp đưa đường dẫn lối cho bạn đến ngôi nhà mà mình tìm kiếm, hoặc bất kỳ những điều nào trong cuộc sống hay là trong công việc kinh doanh của anh chị. Anh chị chỉ cần áp dụng hai bước này thì anh chị sẽ đáp ứng được, và tiềm thức sẽ giải quyết tránh mọi mong muốn, mọi vấn đề của anh chị sẽ có lời giải đáp nhé. Và anh chị có thể là tham gia vào lý nhóm Zavata để được học tập chuyên sâu hơn về những cách thức ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn để đạt được những cái mong muốn của mình trong cuộc sống, tài chính, sức khỏe, mối quan hệ hay là công việc kinh doanh nhé. Lần xin chào.